bạn, trong video này thì mình sẽ nói về cấu trúc của hai câu tiếng Thái. Câu đầu tiên là nếu thì tha cha, và câu số 2 là mặc dù thửng mẹ hoa. Và mình sẽ cho vài câu thí dụ. Nếu trời mưa tha phốn tộc thì tôi sẽ không đi. Sẵn cha máy bay tha phốn tộc sẵn cha máy bay. Và mình sẽ viết ngược lại. Nếu trời không mưa tha phốn mây tộc thì tôi sẽ tới. Sẵn cha ma tha phốn mây tộc sẵn cha ma tha phốn mây đại tộc sẵn có cha ma. Nếu tôi là bạn tha chắn bên khôn thì tôi sẽ không làm. Sẵn cha mây thăm tha chắn bên khôn sẵn cha mây thăm. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không làm chuyện đó. Tha chắn bên khôn chắn cha mây thăm chỉnh nắn. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không làm như vậy. Tha chắn bên khôn chắn cha mây thăm giang ní. Nếu tôi là chim hạ quá chắn bên nốt thì tôi sẽ bay khắp phương trời khắp thế giới. Sẵn cha bên bay thủ lộc hạ quá chắn bên nốt sẵn cha bên bay thủ lộc. Ở trong câu này đó thì tôi xài chữ hạc hoa thay thế cho tha. Bạn có thể nói là tha chắn bên nốc hay là hạc hoa chắn bên nốc chắn cho bên bay thủ lộc. Nếu tôi giàu tha chắn rồi sẽ đẹp cho coi. Cha sủi hãy đồ tha chắn rồi cha sủi hãy đồ. Đây là một bài hát tiếng Thái. Tha chắn rồi cha thăm suối hay đồ, nếu tôi giàu sẽ làm đẹp cho coi bằng cách giải phẫu. Tha chắn rồi cha suối hay đồ. Mặc dầu rằng trời mưa thửng mê hoa phốn tộc tôi cũng tới. Chẳng có mà thửng mê hoa phốn tộc chẳng có mà. Mặc dầu rằng trời mưa tôi cũng sẽ tới. Thửng mê hoa phốn tộc sẵn có cha ma. Dù rằng tôi biết mê hoa chẳng rú tôi cũng không nói. Sẵn có mây bọc mê hoa chẳng rú sẵn có mây bọc. Dù rằng tôi biết tôi cũng không nói cho ai. Mê hoa chẳng rú sẵn có mây bọc hay ai. Tuy tôi nghèo, mẹ chắn trôn, tôi có hạnh phúc, sẵn mi khoam sục, mẹ sẵn trôn, sẵn mi khoam sục. Tuy rằng tôi nghèo, tôi vẫn có hạnh phúc, mẹ hoa sẵn trôn, sẵn có mi khoam sục. Hẹn các bạn trong video tới.